Rồi, hello, chào các bạn. Tiếp tục cập nhật cái hình ảnh cây thanh long bên này. Thì hôm nay nó đã có cái ánh chín đỏ rồi. Cái ánh chín đỏ rồi thì cái này chắc khoảng tuần nữa mình sẽ thu hoạch các bạn ơi. Thì trái bên kia nó cũng chín luôn kìa. Cũng chín hơi hơi màu đỏ nè. Thấy không? Đó. Thì cây này có 3 trái ha. Cây này đang có 3 trái và nó đều chín đỏ như nhau hết. Đây, một trái này nữa. Đây, kéo cái này ra coi. Thì bên này cái trái nó mò, cái nó trái nó thon dài hơn. Đó, hai trái để sát nhau cho các bạn xem. Nó trái nó thon dài hơn. Còn cây bên kia, cây bên kia thu hoạch mấy lần cho các bạn xem rồi đó. Trái đều tròn hết và đều ngọt như nhau hết. Cây bên này mới chăm sóc lại cho nên là khi mà nó chín đỏ trái nó cũng ok nha, trái nó cũng ngọt hơn nhiều lắm rồi đó. Để một tuần hai tuần nữa, chắc một tuần nữa thôi là nó chín đều hết, sẽ hái cho các bạn xem. Đồng thời nếu review được thì sẽ review luôn. Rồi, hình ảnh cập nhật cây thanh long cho các bạn xem.